À, kính chào quý vị, lâu quá rồi không có đàn lên lớp cho quý vị. Bây giờ trước thì xin hỏi thăm quý vị có khỏe không? Sau nữa thì Nguyễn Hùng nay rảnh đời 12 câu Phụng Hoàng cho quý vị nghe chơi nha. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp khi sau.